phải, tức là khi mà bình thường ấy, bình thường chị sẽ là lên xuống đặt xuống luôn đúng không, rồi nhấc, hoặc là thế này đặt cả bàn chân xuống, thông thường là thế, đặt gót chân này xuống này rồi mới lên cả cái chân này đúng không ạ. Nhưng mà để ý một chút thì khi đi xuống ấy, chị hãy tiếp xúc bằng ức bàn chân, sau đấy mới là gót, và khi gót chuyển lên là gót bên này lên. Nếu như cha cha và rumba sẽ là đặt đây xuống hết gót rồi lên ở đây, nhưng vì drive nó nhanh cho nên là mình sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách là ức chân hạ xuống đang ở đây này, đứng lên này và đổi vị trí. Cái này chỉ áp dụng cho những cái gì thật là nhanh, ví dụ như là cái cha cha xuống Batucada cũng như thế, xuống này lên này xuống lên. Khi mình đang đi xuống có một cái khoảnh khắc là kiễng hai ức chân lên, kiễng hai gót chân lên và hạ xuống là chuyển luôn. Rumba thì mình được không được làm thế, bởi vì rumba như thế là chị sẽ bị vòng lên rồi đi xuống. Nhưng để tốc độ nó nhanh thì chị sẽ là đặt đây này, lên này và xuống. Ở try là 1 2 1 2 1 and 2. Đó, nó chia ra nhá. 1 đặt chân này, and kiễng lên này, xoay hông này, đặt xuống và hạ gót chân đằng trước xuống. 1 and 2. 1 and 2. Chị tập cho em cái này thật là nhiều để đến lúc mà mình xuống ấy mình không bị thế này này. 1 2 3 4 mà là 1 and 2. À xin lỗi. 1 and 2. 1 là đặt này. And hạ gót này. Hạ gót đồng thời kéo cái gót chân kia lên. Hạ gót xuống và ngay và luôn hạ gót lên trên. 1 and 2. Đó, nhìn lại bên này nhá. 1 and 2. Ở phía đằng này. Đấy, đang 1 and 2. 1 and 2. Đó, tập đi tập lại cho em rất nhiều cái này. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. Nguyên tắc lại một lần nữa là 1 đặt ức chân, sau đó kiễng hai bàn chân, hạ gót chân đằng sau, đổ ngay về chân trước. Kết Đúng ạ. thúc 1 này. And. Thấy không ạ? 2. Phải lên hết ngón chân thì mình mới là đang đứng trên trọng tâm chân sau. Tức là có hai phương án. Một, nếu như chưa tốt. Dạ. Chị nghe rõ không ạ? Ok, em nói tiếp nhé. Dạ vâng, cô đi cô, gọi điện cho mình đặt tiền. Không là ship tới cho mốt rồi. Dạ đi cô. Dạ vâng. Dạ. Đây là trường hợp đầu tiên này. Đặt xuống này. Lên này. Hạ gót xuống này. Rồi cho lên này. Em làm lại nhé. Một này. Lên. Hạ gót. Và hạ gót đằng trước. Đấy là trường hợp đầu tiên khi mình tập. Còn trường hợp khi vào nhạc nó sẽ là như này. Xuống này. Lên này. Trọng tâm ở đằng sau nhưng không hề hạ gót và nhả luôn về đằng trước. Đó, đấy là trong trường hợp mà mình đi với nhạc. Khi mà mình đã tốt rồi, đã hiểu rồi thì mình sẽ làm như vậy. Không hạ gót lên. Không hạ gót. Trọng tâm vẫn ở chân sau nhưng không hạ gót. Không hạ gót lên. Đây nha, em đứng hơi chéo nhìn nó rõ hơn nhá. Lên này. Xoay này. Xoay này. Và xuống. Cho nên là khi mà tập try ấy, cái đầu tiên yêu cầu cần làm là ức chân phải khỏe.
ức chân không khỏe, không làm gì được ở dry hết. Xuống này, lên. Một, and hai. Một, and hai. Đó, một, and hai. Cái độ mà kiễng dựng hẳn chân đằng trước lên càng lớn bao nhiêu thì cái lịp hai nó càng được ấn xuống bấy nhiêu. Nhấn xuống, nhấn xuống, nhấn xuống. Cái mà chị thiếu ấy là chị để hay để chân như này này xuống, cho nên là lực đi lên nó rất là ít đó. Lên hẳn xuống, lên hẳn xuống. Nhìn này không phải là mình đè đầu gối xuống đâu nhá, mà mình chỉ cần đặt cái gót chân lên và chuyển trọng tâm lên là đã lên được rồi. À, không hề đau đầu gối. Đặt. Và cái chân của mình luôn luôn nó được thấm xuống dưới đất. Thấm xuống. Thấm xuống. Chứ không phải đặt hộp một cái ở đây là dễ đau đầu gối lắm. Rồi, bây giờ đến cái những cái chân tiếp theo nhá. Cái này xong rồi nhá. Một, and hai. Sang này. Cũng mũi bàn chân này. Đặt này, xuống này, kéo này, thu vào này, và sang. Em quay bên này sẽ nhìn rõ hơn này. Một, and hai, ba, and bốn, năm, and sáu. Đó. Trên thực, trên gọi là lý thuyết, mình hoàn toàn có thể hạ được cái gót xuống. Đây là lý thuyết. Xuống. Nhưng trên thực tế thì không như thế. Bắt buộc là phải không hạ gót chân, không hạ gót chân, không hạ gót chân. Và khi đi sang ngang, hai cái đùi này luôn luôn có xu hướng sát vào nhau. Không là mình sẽ bị như này, nhìn nó không được đẹp lắm. Khép vào, khép, khép. Khi hết một phát là đánh cái hông sang, đánh cái hông sang thì nó sẽ có cái đà đi tiếp. Đánh hông sang, đánh hông sang, đánh hông sang. Và các chị sẽ nhìn thấy là cái vườn ở trên này nó sẽ chéo. Khi mình đi sang là mình sẽ có một cái hông chéo giống như rumba ấy. Mình đứng rõ ràng là mình sẽ có một cái chéo, đúng không ạ? Chéo này, hông treo thì cái này cũng thế, cũng chéo như vậy, thì cái lườn này nó cũng sẽ chéo ra, luôn luôn hai chiều khác nhau.